Ví dụ như vậy nè, mình quay hả? Giờ em nói kênh gì đặng chị về chị coi. À. Còn cái này không nói mà cứ nghe máy vậy nè, quay vậy nè. Là không có chuyện gì. Thôi, đây đây gì. Cái video của Chuyện Tiên cũng xin khép lại. Cô chú anh chị ơi, chúc cho cô chú anh chị đang xem kênh có buổi trưa tốt lành nha cô chú anh chị. Một khán giả một trưa đến viếng mộ chú Vũ Linh. Để Nam nay đông không cô? Đông. Nay mùa hè. Đây nè cô. Lớn tốt nhân cho cô. Trời ơi, cô coi kìa. Nó ăn không còn cái gì luôn á. Dạ cái con nhan đó cô. Trời ơi, nó cạp. Ngọc cái ngọc cái nào cũng bị ăn hết luôn. Nhan nó ăn cái đó luôn cũng vậy. 1, 2, 3, 4. Thôi đừng xuống luôn đi. Cô có chụp hình không? Con chụp giùm cho. Chụp giùm chú dạ ơi. Dạ. Chụp về làm kỷ niệm. Tôi mở máy lên không hả? Lên xong chụp. Con này hả? Nó ăn không còn gì luôn hả? Nó ăn mấy trái. Con nhan á cô. Nhan giống con sóc á cô. Là cắt cho nó bỏ. Lạng. Cắt cho nó bỏ. Cô chú anh chị. Nó ăn giờ nó ăn 5 trái, nó ăn hết 4 trái. 4 trái luôn rồi. Nè, 4 trái luôn. Trời ơi. Cô chú anh chị. Đi có mình đó cô. Đi có mình à? Dạ. Chắc xe nhà hả cô? Thấy 16 chỗ mà có mình cô. Dạ. Quốc 4 trái luôn. Dạ nhiều khi ta đi ngang. Ê, bữa nay dạ kế bên luôn á cô, đi qua hẳn là tới liền cô. Đây nè cô. Dạ đây nè, đây nè. Dạ. Dạ. Cô từ Sóc Trăng đến. Ủa vậy là tấm hình kia cắt cho cô ơi, còn giờ còn gì thôi ha anh nha. Thôi kệ, cũng có người đem về để mà lưu niệm, má làm kỷ niệm. Chứ giờ đây anh em mình cũng biết để đâu, phải không? Mà sao cũng có duyên, cô thì cũng đang muốn có tấm hình, phải không? Cô cũng muốn tấm hình. Ai hỉnh thì hỉnh, cô cũng hỉnh về. À, đó, cô đang đi vòng vòng ngoài đường. Chủ nhật rồi đó cô. Dạ. Chủ nhật thì chị hay lên. Trưa nắng quá chừng. Nắng.
là chốt chắc cô đi về luôn hả cô, hay là còn ghé đâu nữa không cô? Về hết rồi. Dạ. Tiền hết chân cô thuê xe cô lên đây luôn. Chứ mình không có công chuyện gì, chỉ là lên dưới mộ. Lên dưới mộ. Dạ. Hâm mộ. Mình mày xe 16 chỗ luôn. Bạn ha. Dạ cô ha. Đi đâu chơi hơi quá không? 7 ngày sau mà xuất hiện cái người này. Đây làm cỏ chuẩn bị du lan hả chị? Du lan sắp tới rồi. Dạ. Là nãy cũng có quay mình luôn phải không? Nãy là quay mấy anh em ở đây, em với lại anh Ngọc với lại chị Bích. Đi xe 16 chỗ mà thời Sóc Trăng thôi mà đi có một mình. Ủa sao mình không hơi 7 chỗ hay 4 chỗ ta, đi có một mình. Đây xe này mà số Tây Ninh 70. Tây Ninh hả? Mà sao chị nói là đi Sóc Trăng? Nhưng mà mới số xe mới xe 70. Tại vì nãy nói là cô ở Tây Ninh xuống rồi nói không, cô ở Sóc Trăng. Mà sao mà mới số xe Tây Ninh? Mới đây nè, lại đó cũng vậy chụp kìa em mình rồi cái gọi điện nói với ai cái chị thì chị quay cái bỏ đi. Tối sao nào ai kia bên gì quay lên. Chị đang điện thoại, cô đang điện thoại cho anh chị. Cái điện thoại tin nhắn. Quay. Anh em giờ đang thắc mắc biết là như thế nào. Ngọc gồm thấy luôn rồi. Má Ngọc hiểu quá mà. Cô đang quay xung quanh. Cái gì đây, cái hộp này hộp gì đây? Rồi, bắt quả tang luôn. Tan luôn, con bé mèo ăn cắp. Rồi. Ừ, phơi ra coi. Rồi, cậu luôn. Giỡn hụt ra để hơn nữa trúng cái bàn thờ đó coi. Vừa ra chụp hình làm mèo bằng trứng nha, trứng với cờ thôi. Kẹo nhở không? Không dám đứng từ một mà chỗ. Mà nha. Làm gì mà bả mới lên đây lần đầu tiên mà bả biết gành ghẻ như vậy. Đó, giờ đi chỗ nào? Coi không có chuyện thì có thể là coi lên đây mà bả biết. Nhưng mà không có lý do gì mà tự Sóc Trăng mà thuê một xe 16 chỗ mà thuê xe mà thuê xe của bản xứ Tây Ninh nên mình đi lên đây một mình để lên đây hỏi đi biến mộ hả? Nhìn cặp mắt của bả rất là khác lạ, mắt có chuyện liếc qua liếc lại lỡ cái đầu quay cái kia đồ thì như là giống như người ấy là người gì làm bùa vậy đó, không phải cái người mà cũng dạo này mình không dám nói ra gọi là dân tộc hay gì đó, nói ra mình là xúc phạm đến dân tộc người ta không, giống giống y vậy á. Đó thì cái xe đây. Cái xe đó cái chú... chở ở phía trước chở đồ gì nhiều lắm. Dạ yeah, chú thì chắc chở đồ nhiều nên cổ đi có một mình gỗ đó. Chở ba cái gì mà y như là ba cái dọn. Không phải xe 16 chỗ, không phải. Không phải. Không phải xe xe đâu đó, không phải. Nó nói xe thuê, thuê cũng 16 chỗ chứ đâu nói xe nhà, xe thuê. Tại nó ủa nãy cô đứng xuống xe bằng cái xe 16 chỗ mà sao giờ cô nói không phải sao? Đi rồi. Có mình ở đây đó không nói chuyện với mình mà không dám đứng trực tiếp, đứng cái đặng lẻ. Đứng đây nhìn ngay đây nè, nhìn cái hình của cậu mà cặp mắt của bà thì nhìn thấy là khác lạ lắm. Không có giống như mọi người. Ừ. Nhìn lóc lưng nó lưng giống như người làm bùa vậy đó, thẳng câu. Kè tài xế kìa. Tài xế của bà. Alo nãy giờ rồi đó của chú anh chị, thì mấy vấn đề này mấy anh em cũng đang cần rất là cảnh giác ha. Thì đánh lạc hướng mình nha. Rồi tháng 7 này hay căng quá cô chú anh chị ơi. À, cô chú anh chị có những cái gì biết thì nhớ comment cho mấy anh em ở mộ được biết nha cô chú anh chị.
quá hoang mang luôn cô chú anh chị ơi. Buổi tối thì cô Sáu cũng có lên chia sẻ cô chú anh chị một cái anh YouTube, thì cô cũng nói về vấn đề là chị Hồng Loan là con ruột hay con nuôi, và chị và cô Sáu khẳng định chị Hồng Loan là con nuôi cô chú anh chị, và nói là chú không có làm giấy tờ gì hết á, đó là đây là khẳng định cổ là người trong nhà thì cổ biết là con nuôi thôi đó. Rồi xe này đi luôn cô chú anh chị, rồi đi luôn rồi. Thì đây là không biết là như thế nào, một vị khách, một vị khán giả đến mộ làm cho mấy anh em có những cái suy nghĩ ha, và đầy lo lắng cô chú anh chị buổi trưa khi mà vắng mấy anh em đang nghỉ ngơi hả. Thì sáng nay chị đi cũng đã có những cái lên tiếng cô chú anh chị hả, về cô Sáu khóc chuyện tối qua ha. Thì chị đi cũng nói coi diễn viên khóc mà mọi người lại cười cô chú anh chị đó, cái điều mà cực kỳ lạ ha. Xe đậu bên đó luôn hả, thì căng quá cô chú anh chị ơi. Rồi xe sao mà chạy lên tới chảnh luôn rồi đó cô chú anh chị. Nhưng mà mới bây giờ chị nói sao này, mới đến đầu là đường biết dành hết, biết dành đường nào đến dành đường ngoài mình. Chị gì chuyện gì kỳ ta? Ủa bình thường nếu mình tới giếng á, giếng xung quanh xong rồi mình đi ra thì mình ra đường đó luôn chứ sao mà đúng xe rồi. Giờ chạy lên múc ở phía trên đó luôn cô chú anh chị, rất là xa.